Nguyên Mai xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Cả nhà ơi, thì trưa nay là chính thức được nghỉ hè rồi cả nhà. Tí đang phụ mẹ rửa chén rồi cả nhà ơi, con chào đi. Chào cô chú anh chị và các À đây, ngày hè thì tí phụ mẹ ở nhà làm một số việc nhà như cả nhà, như là cho Mina ăn nè, rồi dẫn Emida đi vệ sinh nè, rồi rửa chén phụ mẹ. Thì trưa nay hai mẹ con ở nhà cũng không có việc gì làm nên buồn cả nhà. Thì cũng rất là may là sáng nay Nguyệt Mai đi vô trường có việc, cho nên là gặp được chị đồng nghiệp của Nguyệt Mai. Thì chị mới cho Nguyệt Mai một ít lạc, là đậu phộng đó cả nhà. Thì trưa nay hai mẹ con muốn luộc đậu phộng để ăn. Thì Nguyệt Mai xin chia sẻ video cách luộc đậu phộng của Nguyệt Mai đến cô chú chị và các bạn nha. Nếu thấy hay thì hãy cho Nguyệt Mai xin một like, một đăng ký kênh và nhớ nhấn vào biểu tượng cái chuông và cái màu đen đen nha cả nhà, để ủng hộ Nguyệt Mai nha. Nguyệt Mai cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Bây giờ mời cả nhà xem video. Đây cả nhà ơi, đây là Tý nè, Tý đang phụ mẹ rửa chén nè cả nhà. Hè này Nguyệt Mai tập cho Tý làm một số công việc nha cả nhà, tại vì năm sau là Tý lên lớp 6 rồi. Lên lớp 6 thì học trường khác, không có học chung trường với mẹ nữa. Cho nên là cũng phải có một số kỹ năng sống cơ bản để tự phục vụ bản thân lúc mà Tý đi học về một mình ở nhà, không phải biết tự làm một số việc gì đó. Còn Nguyệt Mai ở trường cả ngày rồi, nó không có về chăm sóc tí chu đáo như ngày xưa nữa. Rồi, còn đây là Mina, Mina ơi! Mina, Mina, Mina ơi! Đây, Mina này cả nhà, Mina đang ăn cơm nè, đó. Mina vừa mới cho Mina ăn luôn. Mina cũng sắp xếp cho Mina ở ngoài rồi, có nhà riêng rồi. Mà Mi tội nghiệp Mina, cho nên là lúc nào có Nguyệt Mai ở nhà, Nguyệt Mai cho Mina vào nhà chơi với Nguyệt Mai. À, cả nhà ơi, thế bây giờ mình sẽ bắt đầu luộc đậu phộng nha cả nhà. Thì sáng nay Nguyệt Mai được một chị đồng nghiệp của Nguyệt Mai, cũng là cô giáo trong trường của Nguyệt Mai tặng cho Nguyệt Mai một ít đậu phộng. Đậu phộng này là do mẹ của chị ở ngoài quê Hà Tĩnh nha cả nhà, mẹ chị trồng trồng xong rồi gửi vào là đây cho chị, rồi chị cũng chia cho các chị em mỗi người một ít ăn cho cả nhà ăn lấy thảo. Thì sẵn đây mình cũng cảm ơn chị, cảm ơn bác đã gửi ít quà quê cho bọn con. Đây là đậu phộng rất là chắc luôn cả nhà. Thì bây giờ Nguyệt Mai sẽ luộc đậu phộng lên để ăn nha. Thì đây Nguyệt Mai cũng chia sẻ cách luộc đậu phộng luôn cả nhà. Nguyệt Mai không biết là cô chú anh chị và các bạn có cái cách luộc đậu phộng nào hay hay không, nhưng mà đây là cái cách luộc đậu phộng mà mẹ Nguyệt Mai thường hay luộc từ lúc mà Nguyệt Mai còn nhỏ đó, lúc nhà cũng còn khó khăn đó cả nhà. Thì mẹ Nguyệt Mai có luộc đậu phộng bán, thì Nguyệt Mai cũng nhớ mơ hồ là cái cách làm của mẹ Nguyệt Mai. Bây giờ Nguyệt Mai xin làm như vậy, nhưng mà không biết là có bí quyết nào hay hơn thì cô chú anh chị sẽ bình luận ở dưới phần bình luận để Nguyệt Mai học hỏi nha. Thì trước khi luộc đậu phộng thì Nguyệt Mai cũng rửa cho sạch luôn cả nhà, rửa cho sạch cái lớp đất. Mà cũng rất là may là đậu phộng này nó ít đất lắm cả nhà, rất là sạch sẽ luôn. Nguyệt Mai chỉ cần rửa nhưng mà hai ba lần xả nước thôi là nó sạch sẽ rồi. Thì sau khi rửa xong thì Nguyệt Mai cũng sẽ ngâm trong nước nha cả nhà. Nguyệt Mai ngâm trong nước như thế này khoảng từ 1 đến đến 2 giờ. Nói chung là Nguyệt Mai ngâm khoảng từ 1 đến 2 giờ. Còn nếu anh chị nào không có thời gian thì ngâm khoảng cỡ nửa tiếng đồng hồ cũng được. Nãy giờ Nguyệt Mai ngâm hơn tiếng đồng hồ rồi nè. Bây giờ Nguyệt Mai sẽ tiếp tục cho vào đây một ít muối nữa, Nguyệt Mai ngâm nữa nha. Cho vào đây một ít muối luôn cả nhà ơi. Thì cũng vừa vừa thôi cả nhà, cũng không có nên nhiều mà cũng nó mặn. Tại vì cho nó cái hạt đậu phộng của mình ăn nó có vị hơi đậm đà chút á cả nhà, cho nó ngon. Thì Nguyệt Mai cũng tiếp tục để đây Nguyệt Mai ngâm. Ngâm thêm một chút xíu nữa cho cái muối nó ngấm vô trong cái lớp vỏ đậu phộng. Rồi với lại cho cái nước nó ngấm vô trong cái đậu phộng, nó sẽ làm cho cái đậu phộng mình được chín đều hơn nha cả nhà. Nó mềm và nó chín đều hơn, nó ngấm nước như vậy nó chín đều hơn nha. Rồi Nguyệt Mai để đây một chút nữa, Nguyệt Mai sẽ bắt lên bếp. Bây giờ Nguyệt Mai cũng sẽ bắt cái nồi đậu phộng lên trên bếp nha cả nhà.
Thì bây giờ Nguyệt Mai cũng sẽ lưu ý như thế này, là lúc mình luộc đậu phộng á, thì Nguyệt Mai cũng sẽ cho nước vào trong cái nồi cho nó ngập nha cả nhà. Cũng đừng có, mình cũng không nên quá tiện sợ hao ga mà mình cho nước ít nên cả nhà, mình cho nước nó ngập ngập đầy đầy một chút, để thứ nhất là cho cái lượng nước nó vừa đủ, nó đủ để làm chín hạt đậu phộng, rồi cho nó được chín đều hơn một chút, mình đảo lên nó cũng được chín đều cả nhà. Mấy cái hạt đen đen này thật ra nó không phải là đậu phộng hư đâu cả nhà, mà tại vì cái lớp vỏ nó bị đen như vậy đó. Chứ Nguyệt Mai ăn, Nguyệt Mai đã từng ăn cái đậu này, chị đã luộc cho Nguyệt Mai ăn rồi, cả nhà ở trong rất là chắc, rất là ngon luôn, không phải là hư đâu nha. Rồi bây giờ Nguyệt Mai cũng sẽ luộc luộc thôi. Rồi Nguyệt Mai cũng đậy nắp lại, đậy nắp lại cho thì mới bắt đầu ngày hè thôi cả nhà. Hôm rằng Nguyệt Mai cũng còn một số công việc ở trường á, chưa có chưa nghỉ hẳn á, thì hôm nay là ngày 31 rồi, thì bắt đầu hết cái tháng 5 này, mùng 1 tháng 6 thì Nguyệt Mai mới được chính thức nghỉ hè. Tuy nhiên thì trong quá trình nghỉ hè thì mình cũng phải cũng cập nhật những cái gì mà công việc của nhà trường, rồi mình sẽ hỗ trợ nhà trường á cả nhà. Đó thì hè Mai có thời gian chăm sóc cho Mina, mong em ấy là biết đi vệ sinh này kia nọ, sẽ có thói quen cho em. Thì hổm rày thì trong năm học có Nguyệt Mai cũng khá là bận với công việc dạy học của Nguyệt Mai, nó chiếm nhiều thời gian lắm, cho nên là thời gian đó thì Nguyệt Mai cũng ít ra video. Thì bây giờ ngày hè rồi thì Nguyệt Mai tranh thủ, Nguyệt Mai sẽ rảnh, Nguyệt Mai sẽ ra video rồi đi cùng với anh chị em để giao lưu trên YouTube đó. Thì Nguyệt Mai cũng rất là cảm ơn cô chú anh chị và các bạn trong thời gian hơn 1 năm qua cũng luôn theo dõi video của Nguyệt Mai, ủng hộ cho Nguyệt Mai. Nguyệt Mai biết rằng là Nguyệt Mai cũng không có ra video đều đặn, nhưng các anh chị vẫn xem ủng hộ Nguyệt Mai, Nguyệt Mai rất là cảm ơn. Thì Nguyệt Mai hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, Nguyệt Mai sẽ cố gắng ra nhiều video đều đặn hơn. Hoặc là Nguyệt Mai sẽ cố gắng ra video để kết nối gì để giữa Nguyệt Mai với mọi người. Thật ra thì Nguyệt Mai rất là thích nấu ăn, và Nguyệt Mai cũng có ý nghĩ như thế này khi làm video là cả nhà. Nguyệt Mai nghĩ rằng là những cái video này của Nguyệt Mai á, sẽ là những cái thước phim để lưu lại cái khoảng thời gian tươi đẹp trong cuộc sống của gia đình Nguyệt Mai, cuộc sống hàng ngày của Nguyệt Mai. Nhiều khi Nguyệt Mai suy nghĩ như này cả nhà, cuộc sống bây giờ đó, thật sự rất là vô thường luôn. Có những người thân yêu của mình đó, hoặc là có những người quen bạn bè mình mới thấy đó, nhưng mà đến một ngày nào đó thì tự nhiên thì họ sẽ rời xa mình. Như chính bản thân của Nguyệt Mai cũng vậy, trong gia đình Nguyệt Mai cũng vậy. Sự ra đi của em gái Nguyệt Mai cũng là một cái điều mà Nguyệt Mai thương tiếc và để lại cái nỗi đau trong lòng, và cái quan điểm về cuộc sống của Nguyệt Mai cũng thay đổi từ đó luôn. Cho nên là Nguyệt Mai cũng quyết định làm YouTube, mặc dù là công việc của Nguyệt Mai cũng rất là bận rộn, vừa đi dạy cả ngày luôn cả nhà. Cho nên là Nguyệt Mai nói thôi rằng thôi, thông qua cái video YouTube này thì Nguyệt Mai hy vọng rằng đây sẽ là những cái kỷ niệm của Nguyệt Mai, của gia đình Nguyệt Mai, cuộc sống hàng ngày của Nguyệt Mai. Đã, Nguyệt Mai xin nhờ cái YouTube giữ lại để sau này có thể già đi hoặc là như thế nào đó thì còn lại những cái thước phim kỷ niệm này để cho con cháu xem biết về cuộc sống hàng ngày của ông bà nó như thế này. Đó là cái ý định Nguyệt Mai làm video. Còn cái chuyện mà sau này có tiền được hay không thì cũng tùy vào cái duyên, tùy vào cái tấm lòng mà cái sự yêu thương của quý ông bà cô chú anh chị và các bạn nữa. Đó, Nguyệt Mai cũng không dám mơ ước đâu. Lúc Nguyệt Mai mới làm ở cả nhà cũng còn rất là nhiều khó khăn luôn á. Tiếp được 10 người đăng ký nè, mừng lắm. Xong tới 20 người, 30 người, đến 100 người cả nhà ơi, nó rất khó khăn lắm. Từng người ra cho mình. Nguyệt Mai rất là cảm ơn những người bạn đã đầu tiên đã cùng với Nguyệt Mai giúp đỡ cho Nguyệt Mai làm YouTube, rồi hướng dẫn cho cách Nguyệt Mai cách làm video thế nào cho đúng, cho đừng có vi phạm. Và Nguyệt Mai cũng rất cảm ơn các anh chị rất là nhiều luôn. Rồi đến khi mà Nguyệt Mai được được đủ giờ xem là 4.000 giờ rồi nè, rất là mừng, rất là may mắn. Rồi Nguyệt Mai được 1.000 người đăng ký nè, cảm thấy trời ơi, vui lắm.
và cảm thấy rất là may mắn luôn. Rồi đến khi mà đủ để bật kiếm tiền, rồi đủ đủ các điều kiện để mã pin, thì cái não cứ lần lượt giống như là mỗi một cái lần như vậy là mỗi một cái thử thách cho mình đó cả nhà, thử thách cho mình đó. Cho nên là Nguyệt Mai cũng đã lần lượt bước qua từng cái và bây giờ Nguyệt Mai cũng đang kiếm đủ 100 đô để được nhận cái tháng lương YouTube đầu tiên, thứ thêm thế nào, cảm xúc như thế nào. Cho nên là Nguyệt Mai cũng sẽ cũng gắng duy trì làm, cũng hy vọng sẽ cái trải nghiệm cái cảm giác được nhận tiền YouTube như cả nhà. Còn cái cao hơn nhiều hơn thì mình cũng chẳng dám mai dám mơ ước, thì Nguyệt Mai biết rằng thời gian của Nguyệt Mai cũng rất là bó buộc hạn hẹp, rồi cái thời gian để ra video á cả nhà cũng không có đều đặn nữa, rồi cái nội dung của Nguyệt Mai cũng chưa có thực sự là hay nữa, nên chỉ có cuộc sống thường ngày bình thường thôi. Rồi cái điện thoại của Nguyệt Mai cũng không có phải là điện thoại tốt nữa, nhiều khi quay cái camera trước như thế này nè cả nhà thì hình ảnh nó không có được đẹp, rồi nó hơi được sẵn rồi nó xấu á, Nguyệt Mai mắc cỡ mắc cỡ không dám quay luôn, không nên là ít cái sự tương tác với khán giả. Rồi thứ hai nữa là quay về ăn uống á, thì Nguyệt Mai cũng rất là ngại, tại vì Nguyệt Mai ngại ăn uống trước mặt mọi người, với lại rồi nhiều khi ha phụ huynh học sinh xem nữa, cho nên là Nguyệt Mai cũng rất ngại luôn. Cũng có nhiều ý kiến là hỏi cô ơi sao cô không có quay về dạy học, thì Nguyệt Mai muốn là cái công tác chuyên môn của Nguyệt Mai thì Nguyệt Mai thì đành để đó, Nguyệt Mai có ý định là lập một cái kênh riêng để chuyên nói về những chuyên môn dạy học, chia sẻ những cái bài dạy của Nguyệt Mai. Còn cái kênh này thì Nguyệt Mai dành cho gia đình, dành cho bản thân, cái sở thích riêng của Nguyệt Mai, cuộc sống thường ngày của Nguyệt Mai, nên Nguyệt Mai mới quyết định là làm cái kênh cuộc sống nấu ăn trải nghiệm cùng với gia đình đó cả nhà. Nếu mà được thuận lợi thì Nguyệt Mai sẽ làm một kênh nữa để về chia sẻ về cái chuyên môn dạy học của Nguyệt Mai. Nó là cái dự định của Nguyệt Mai thôi, lỡ như cái kênh này nó có bị vấn đề gì á thì còn có cái kênh kia để làm kỷ niệm cả nhà, tại vì bây giờ á cái điều lượt YouTube á nó rất là khó khăn, cũng khó khăn lắm cả nhà ơi. Thì đó là một cái số điều tâm sự của Nguyệt Mai trong khoảng thời gian làm YouTube. Thì Nguyệt Mai cũng rất là cảm ơn tất cả ông bà cô chú anh chị, thì Nguyệt Mai không có ước nguyện gì hơn, thì chỉ có mong rằng là mình sẽ ghi lại những cái video về cuộc sống của mình làm kỷ niệm, và nếu may mắn thì được một ít tiền mỗi tháng thì Nguyệt Mai sẽ dùng cái số tiền đó trang trải cho nhiều việc nữa, ví dụ như là Nguyệt Mai có thể giúp đỡ nhiều người khác, hoặc là giúp đỡ những em học sinh khó khăn là một phần đó, rồi Nguyệt Mai có thể giúp đỡ cho họ hàng người thân của mình, tại vì xung quanh họ hàng người thân của Nguyệt Mai cũng có nhiều bà con cô bác cũng còn khó khăn lắm cả nhà, cho nên là đó là cái ước nguyện của Nguyệt Mai. Thì Nguyệt Mai cũng xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều nha, đã xem video và đã lắng nghe lời chia sẻ của Nguyệt Mai nha cả nhà. Nguyệt Mai cảm ơn rất là nhiều. Nguyệt Mai không biết nói làm sao nữa, bây giờ nói nhiều quá cả nhà. Mong rằng là quý ông bà cô chú anh chị các bạn xem video này thì hãy thông cảm cho Nguyệt Mai những cái thiếu sót trong video của Nguyệt Mai. Nguyệt Mai sẽ cố gắng hoàn thiện thật là nhiều hơn để video của Nguyệt Mai tốt hơn nha. Nguyệt Mai cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Cả nhà ơi, thì hồi nãy giờ thì hồi nãy nó sôi thì cũng khoảng được 5-10 phút rồi đó. Và Nguyệt Mai cứ mở nắp ra này cả nhà. Thì nãy nó đang sôi nè. Đó. Thì bây giờ lúc mà từ khi mà Nguyệt Mai đậy nắp đến khi nó sôi thì Nguyệt Mai không đậy nắp nữa nha cả nhà. Nguyệt Mai cứ để cho nó sôi bình thường, không đậy nắp nữa nha. Rồi Nguyệt Mai sẽ để cho nó sôi như vậy và Nguyệt Mai cứ đảo thôi, Nguyệt Mai không đậy nắp. Thì Nguyệt Mai làm như vậy thì để giúp cho cái đậu phộng mình nó được trắng hơn đó cả nhà, nó được trắng hơn. Đó. Nguyệt Mai cứ để gì cho nó sôi. Cả nhà ơi, thì nãy giờ Nguyệt Mai luộc khoảng hơn khoảng 30 phút rồi đó cả nhà, thì nãy Nguyệt Mai thử thì Nguyệt Mai thấy cái độ mềm của cái đậu phộng á là vừa ăn theo cái sở thích của mình rồi. Thì bây giờ Nguyệt Mai sẽ tắt bếp nha cả nhà nha. Sau đó thì Nguyệt Mai sẽ vớt lạc ra. Nguyệt Mai sẽ vớt lạc ra cái rổ để cho ráo nước nha cả nhà. Mai nhờ tí làm cameraman cho Nguyệt Mai đó.
tại vì vớt là khó cả nhà. Mai sẽ đổ cho cái nước nó dịu xuống nha cả nhà. Sau đó thì Mai sẽ đổ ra ngoài cái mẹt này. Vàng ra. Rồi Mai sẽ để ở trước cái quạt gió, Mai sẽ cho quạt gió nó thổi khô cái lạc này nha cả nhà. Thì Nguyệt Mai sẽ để dưới cái quạt gió này nè cả nhà. Cái quạt gió của Nguyệt Mai nó bị hư thì cả nhà ấy, nó không có đứng lại một chỗ được, cho nên nó quơ lại á. Thì Nguyệt Mai cũng sẽ để dưới cái quạt gió này cho cái quạt nó thổi khô cái lạc đi. Thì khi mà nó thổi khô như vậy thì cái lạc tự nhiên nó sẽ trắng nha cả nhà. Đó, vậy đây là cái cách mà Nguyệt Mai luộc mà để cho lạc nó trắng tự nhiên á cả nhà. Đó, nó đẹp, nó trắng, nó không bị thâm đen. Bây giờ Mai sẽ để đây Mai phơi khoảng chừng nào 10-15 phút rồi đó, cho nó khô nó trắng đi thôi nha. Cả nhà ơi, hồi nãy giờ Nguyệt Mai phơi cũng gần được 30 phút rồi đó cả nhà. Cái vỏ đậu phộng nó cũng thấy, Nguyệt Mai cũng thấy ráo rồi mà nó trắng dần dần ra nè cả nhà. Cả nhà thấy không? À, nó rất là không phải là rất là trắng mà nó cũng là trắng nha cả nhà. Nó sẽ trắng cách tự nhiên và vỏ nó đẹp hơn nha cả nhà. Còn những cái vỏ mà nó nám nám đây là do là bản chất từ ban đầu nó đã nám đen sẵn rồi, chứ không phải là mình luộc lên nó bị đen nha. Như vậy thì Nguyệt Mai mong rằng là cái cách này của Nguyệt Mai sẽ chia sẻ một cái cách mà làm luộc đậu phộng để cho nó trắng tự nhiên nha cả nhà. Thì ngoài ra cô chú anh chị và các bạn còn cách nào hay hơn thì hãy để lại dưới phần bình luận để Nguyệt Mai học hỏi nha. Cả nhà ơi, thì từ nãy giờ Nguyệt Mai cũng đã luộc đậu phộng xong rồi, cũng đã để hai cây quạt cho nó quạt cho cái đậu phộng của Nguyệt Mai nó trắng đây nè cả nhà. Thì bây giờ Mai xin chia sẻ cả nhà nè, cái hạt đậu phộng của Nguyệt Mai rất là trắng luôn á cả nhà. Bây giờ Nguyệt Mai xin phép là ăn thử một cái đậu phộng này để chia sẻ cảm nhận đến cả nhà nha. Đây là cả nhà, cái đậu phộng nó rất là chắc luôn nè cả nhà. Đậu phộng quê trồng cho nên là không có phân thuốc gì hết á, cho nên nó tự nhiên á, nó rất là chắc và ngon luôn. Mềm, nó rất là mềm, vừa ăn mà cái độ mặn nó cũng vừa phải cả nhà, cảm giác nó rất là ngon, cảm giác là ngon cả nhà ơi, không bị ngán ngấy. Ngoài ra thì Mai thấy rằng là cái đậu phộng này rất là trắng luôn, rất là trắng đẹp, nó có tính thẩm mỹ cao. Cả nhà ơi, thì video của Nguyệt Mai đến đây cũng khá dài rồi, Nguyệt Mai xin kết thúc video tại đây. Nguyệt Mai chân thành cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video của Nguyệt Mai nha. Nếu thấy hay thì hãy cho Nguyệt Mai xin một like nè, một đăng ký kênh và nhớ nhấn vào biểu tượng cái chuông màu đen nha cả nhà, để khi nào Nguyệt Mai ra video thì ông bà cô chú anh chị và các bạn xem video ủng hộ Nguyệt Mai nha. Nguyệt Mai xin cảm ơn, xin chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại ở video sau nha cả nhà, bye bye.